Quốc hội thảo luận ở tổ về báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Các đại biểu đánh giá cao chính phủ, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đội ngũ cán bộ, ngành y tế, quân đội, công an đã chủ động tham gia tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chính phủ cũng đã kịp thời ban hành trên 100 văn bản để đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch với mục tiêu bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết và trước hết. Tuy nhiên, một số ý kiến đánh giá thời gian qua, việc ban hành các văn bản pháp luật của nhiều địa phương còn chưa thống nhất với quy định, hướng dẫn của Trung ương cũng như giữa các địa phương với nhau, qua đó gây ra những khó khăn, vướng mắc trong đời sống của người dân. Ngay trong một địa phương cũng đã không thống nhất rồi. Đấy. Tỉnh thì đưa ra biện pháp thì cao hơn chính phủ, sau đó đi triển khai đến xứ huyện, đến quận thì huyện, quận thì lại còn cao hơn cả tỉnh. Tiếp nữa là đến xã phường thì xã phường lại còn cao hơn quận huyện nữa. Mà cái hậu quả đấy là đất nước và người dân phải chịu. Một số ý kiến khác cho rằng dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đối tượng trẻ em về cả sức khỏe, thể chất, đến tinh thần. Đáng chú ý có hơn 2.000 trẻ em mồ côi cha mẹ, vì vậy cần có thêm các biện pháp hỗ trợ đối tượng này. Tăng cường chăm sóc về sức khỏe tâm thần để phòng ngừa và chữa trị những sang chấn về tâm lý cho trẻ. Trong điều kiện mà cán bộ tư vấn về tâm lý hiện nay thì còn rất thiếu và hoạt động cũng chưa được chuyên nghiệp. Phải làm tốt công tác điều phối các nguồn lực xã hội ủng hộ trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID. Phát biểu về công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, chúng ta phải chấp nhận thực tiễn, virus này sẽ có nhiều biến thể và không thể loại bỏ khỏi cộng đồng, cũng như không thể đưa số ca nhiễm về con số 0. Vì vậy, mới đây chính phủ đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, muốn chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn thì phải bảo đảm 3 tiêu chí cơ bản, trong đó phải bảo đảm tỷ lệ bao phủ vaccine. Chỉ số về tiêm chủng là cái chỉ số hiện nay đang được đặt ra hàng đầu và các địa phương đang tăng tốc tiêm cũng như tăng cái độ bao phủ của vaccine lên để chúng ta đảm bảo được cái này. Nhưng mà trong cái độ bao phủ vaccine có một cái chỉ số rất quan trọng là phải đảm bảo bao phủ vaccine cho người trên 50 tuổi ít nhất là phải 80%. Trong tháng 10 chúng ta bao phủ cho người trên 65 tuổi, nhưng tháng 11 trở đi là chúng ta bao phủ cho người trên 50 tuổi. Một số ý kiến cũng đề nghị chính phủ nghiên cứu tăng cường dự báo xu hướng COVID-19. Chỉ đạo bộ ngành, địa phương kịp thời ban hành hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, ứng phó với dịch COVID-19.